Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023. Tối hôm nay 25 tháng 10 là miền Bắc trên kênh nó về được cái lọc, đó là cái con 52 thì được 2 con. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày mai 26 tháng 10, con bạch thủ mình dự đoán đó là cái con kép 66. Còn song thủ mình dự đoán cái cặp 28-82. Anh chị em hãy tham khảo. Chúc cho anh chị em có nhiều may mắn và tài lộc trong